Đến Tân Hiệp quý vị có thể thưởng thức món cơm thì có thể là cơm Thanh Sơn nè quý vị. Ở địa chỉ là chỗ 216 khu phố A của thị trấn Tân Hiệp đó quý vị. Thì đây là một trong những cái quán mà cơm ngon nhất ở đây. Cùng với nếu mà có ghé ăn cơm thì quý vị có thể ghé ở đây nè. Thì lâu lắm rồi Lâm cũng quay lại Tân Hiệp thì được sự giới thiệu của các cô bác đó. Thì Lâm biết tới cái quán cơm ở đây. Thôi buổi sáng mình bán được mấy giờ vậy cô ha? 6 giờ bắt đầu bán. Của cháu này nè. Rồi, dễ sườn ha, quay nó đi. Còn cái anh thằng Thao Bạc thì sáng bé sườn thôi, tới khoảng mấy quay. Tới khoảng mấy giờ là 6 giờ bán tới 1 giờ rưỡi. 2 giờ. Dễ lắm là 2 giờ. Dạ. Là 1 rưỡi. Như cái này cô bán lâu dữ phải không cô? Bán lâu lắm rồi. Dạ. Rồi cô cảm ơn cô. Cảm ơn cháu luôn. Rồi. Dưới này cái cháu này đi. Rồi, ở đây giờ này thì sắp hết đồ ăn rồi quý vị. Thì đi khi đi Tân Hiệp thì quý vị có thể ăn là cơm tấm của tiệm Thanh Sơn này, bánh ướt xuyên dung và phở ngay quốc lộ 80 đi lên đó quý vị. Còn ngay thị trấn Tân Hiệp thì quý vị có thể ghé quán cơm Thanh Sơn để mà thưởng thức cơm, nhưng mà nếu mà đi trễ quá thì không còn cơm nữa quý vị. Cơm luôn rồi quý vị. Có trà đá phi nè quý vị. Giờ này thì đông thiệt chứ mà không còn đồ ăn nữa. Quay
này là gà bún đồng đó quý vị. À, ở đây thì có đặc biệt cái là Lâm mới thấy lại lần đầu đó là có gừng. Ăn rất là ấm bụng đó quý vị. Thịt ở đây thì mềm như là có vị ngọt của à có thịt vịt đó quý vị, một miếng thịt gam trong gừng. Cơm bún đồng quý vị nhìn thấy làm ở nhà cái màu quý vị nó sao thật, nói sao không diễn tả được. Ở nhà Lâm rất là thấy ăn gừng với mà rau muống ngập dâm rất là ngon, đặc biệt là rau muống đồng. Nếu mà đi trễ hơn chút nữa là không còn để ăn rồi quý vị. Thấy gì vậy? Bữa trước Lâm có đi một lần nhưng mà không có bán. Còn bữa nữa nó đi một lần nữa nhưng mà hết rồi. Tính cửa. Trời này là hết đồ ăn nữa quý vị. Nếu mà lên trễ chút nữa thì chắc còn trứng không anh. Thịt mềm cái màu quý vị nhìn. Dưa leo quá thì ngâm giấm á quý vị. Này dưa leo quá tươi ngâm chấm rất là ngon chứ nó không có để lâu. Thank you.
thôi quên, nãy giờ không có nói gì cơm. Cơm thì hạt nhỏ lắm, như cơm tấm vậy đó quý vị, dễ ăn không? Có nghe cơm cũng mềm luôn. Nước chấm thì không có nhiều mỡ, mà vừa thôi quý vị. Cái màu cơm và cái ấy nè quý vị, nhìn vô là sẽ thích ăn ngay. Cái gì? Tính giờ là làm ăn không nhiều chứ, nếu mà ăn nhiều chắc phải ăn hai tô này quá quý vị. Bịch mà gam gừng như thế vậy. À chú à, tại ở đây ngon. Rồi vừa hết rồi quý vị, cô cũng nghỉ bán luôn rồi.
nước mắm ngon quá vậy, thấy ớt rồi sắc rồi. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại cái clip tiếp theo về các món ăn ở Tân Hiệp nhé. Dạ, cảm ơn.